Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mr. Đại Graphic Design. Trong loạt video hướng dẫn làm chủ phần mềm Corel Raw 2020 phiên bản X8 nha các bạn nhé. Trong cái bài học ngày hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn đến cái công cụ nhóm công cụ Tech Tool đúng không ạ? Ở đây trong cái hộp công cụ Toolbox. Thì bài học ngày hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn một cái công cụ khác. Đây là một cái nhóm công cụ khác là Parallel Dimension Tool. Cái công cụ này để làm gì thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái công cụ này. Đây, mình sẽ vẽ trước một số cái công cụ để mình hướng dẫn các bạn. Mình vẽ một số cái ví dụ cho các bạn nhé. Rồi. Ví dụ như bây giờ mình có những cái ví dụ như thế này. Mình hướng dẫn các bạn sẽ dễ hơn. Mình cho cái stock nó lớn hơn. À đây. Ok các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tức là cái dimension này để làm gì? Để đo cái kích thước của cái hình của các bạn đang làm việc. Chứ cũng không có cái gì mà to tát cả. Đấy. Đầu tiên là cái parallel dimension. Thì cái này thì các bạn chọn cái điểm đầu tiên, đoạn chọn cái điểm thứ hai, sau đấy các bạn kéo ra. Thì đây là cái kích thước của cái đoạn này. Cái này các bạn thấy rõ nhất là như các cái điểm đấy. Các bạn, cái này là một trong những cái thuộc tính hay mà Corel Raw nó lấy đây là một trong cái thuộc tính hay mà cái Corel Raw này nó học được từ cái các cái phần mềm như AutoCAD. Nó cho các bạn thấy được cái kích thước này. Đấy, bên phần mềm Adobe Illustrator thì nó không được chính xác lắm các bạn ạ. Đây là cái công cụ thứ nhất. Các bạn có thể chọn cái điểm thứ nhất, các bạn chọn điểm thứ hai. Đấy, các bạn kéo lên trên đây thì nó sẽ có được cái kích thước mà các bạn cần. Ví dụ như ở đây. Mình nắm chọn đây, kéo sang bên này, thả đây và mình kéo này. Thì đây là cái kích thước mà của cái này, ví dụ như 223,65, mình xem đúng không các bạn nhé. Chọn cái hình vuông này, 22, đấy, 223,65, đấy, nó cũng tương đối chính xác. Nếu như các bạn chọn cái điểm chính xác như thế nào thì nó sẽ chọn cái hình như thế chính xác cho các bạn như bao nhiêu. Đấy, rồi, cái đây là công cụ thứ nhất. Công cụ thứ hai là cái công cụ horizon hoặc vertical dimension, tức là gì? Tức là nó sẽ đo cái chiều ngang. Đấy. Hoặc cái chiều dọc của cái bản vẽ của các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái này thì dễ rồi, không cần phải giới thiệu thêm nhiều. Cái tiếp theo là cái angular dimension. Thì cái này nó sẽ đo cái điểm này cho các bạn là bao nhiêu. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Bao nhiêu độ. Nó sẽ đo là bao nhiêu độ các bạn nhé. Ví dụ như thế này. Đấy. Các bạn phải chọn một cái góc. Ví dụ như thế này. Các bạn vẽ đến đây. Bạn bo tròn như thế này thì các bạn sẽ biết được cái góc này bao nhiêu độ. Thì cái góc này là 90 độ. Chính xác 100% rồi các bạn nhé. Đấy. Đầu tiên là các bạn chọn cái điểm góc này. Sau đó các bạn kéo lên trên đây. Một điểm nữa các bạn bo tròn để lấy cái điểm tiếp theo. Thì cái này nó sẽ thể hiện được cái góc của bạn bao nhiêu độ. Nó làm việc cực kỳ chính xác. Đấy, đây là cái công cụ thứ ba. Cái công cụ thứ tư là công cụ Segment Dimension. Thì đối với công cụ Segment Dimension này thì mình sẽ sử dụng cho cái ví dụ này. Tức là nó sẽ tìm các cái điểm giữa hai cái điểm ăn cho để nó đo. Ví dụ như đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ lấy hai cái điểm này. Đó. Ví dụ như bây giờ mình sẽ lấy hai cái điểm trên cùng này các bạn nhé. Đấy, hai điểm này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ lấy cái điểm hai cái điểm ăn cho hai cái điểm cuối này này để đo cái kích thước cho các bạn, không cần phải
chỉnh gì nhiều, miễn là các bạn có từ 2 điểm là các bạn sẽ đo cái kích thước đấy. Và cái cuối cùng mà mình muốn chia sẻ và giới thiệu với các bạn đấy là cái 3 point corner. Tức là cái gì ạ? Tức là các bạn vẽ 3 điểm và các bạn sẽ tự set up cái kích thước của mình. Đấy. Ví dụ như cái hình tròn này. Mình sẽ kéo từ đây ra đây và mình cái ngang đây. Thì lúc này mình sẽ ghi kích thước này, ví dụ như cái hình tròn này có bán kính là 300 mm các bạn, mình đây là mình ví dụ các bạn nhé. Đấy. Đây là cái cách mà các bạn có vẽ kích thước tự do. Đấy. Thì trong cái bài học ngày hôm nay mình đây thì cái này các bạn có thể kiểm soát được những cái gì. Thứ nhất là cái corner này đấy, các cái định dạng mà cái chữ mà các bạn có thể chọn, ví dụ corner bình thường hoặc là cái corner trong cái ô vuông này ở đây đấy, các bạn gõ là khoảng 300 mm, sau các bạn enter thì nó sẽ tạo một cái hình ô vuông cho các bạn. Đấy. Các bạn nhìn đây này. Đây các bạn tạo chọn cái hình tròn chẳng hạn. Đấy. Đây là hình vuông đúng không? Các bạn tạo nó sẽ là hình vuông. Các bạn có thể chọn các cái khâu nào khác nhau. Đó, hình tam giác này, hình tròn này, hình đấy. Nhiều rất là nhiều cái định dạng. Trên này thì các bạn sẽ thấy được là có cái dimension friend này. Đấy. Ở các cái kích thước ở mm thì cái gì đấy, các bạn có thể xem đây là cái thông số mà cái số lẻ phía sau. Đấy, mm hoặc là inch hoặc cái đơn vị đo, thì cái này liên quan đến đơn vị đo thì các bạn sẽ chọn đơn vị đo. Đấy, hoặc là đây là những cái dạng text dimension để các bạn có thể gõ vào và nó hiển thị cho các bạn. Mặc định nó sẽ để như thế này. Đấy. Các bạn có thể bấm vào đây để tìm tìm hiểu thêm ra các cái định dạng, cái thước đo bên trong này cũng còn khá nhiều, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thì cái bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái loạt video tiếp theo của cái khóa học làm chủ phần mềm Corel Raw. Phiên bản 2020. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh YouTube của mình thì các bạn có thể nhấn subscribe hoặc đăng ký để theo dõi thêm những cái bài học tiếp theo và những cái video hay hơn nữa. Xin chào và chúc các bạn thành công.